Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Các whisky Vulcan X, một cái bản nâng cấp phong cách cà phê Fraser độc nhất vô nhị. Các whisky Vulcan X là một cái dòng cruiser được ra mắt cũng hơi khá lâu ở Việt Nam. Đã xuất hiện một cái phiên bản độ cực kỳ chất lượng, chế bỏ đi một nét đẹp của một cái dòng cruiser để biến thành một phiên bản thể thao hơn phong cách cà phê Fraser. Cái chiếc xe độ này được độ tại cái hãng Rasbos của Mỹ để tham dự cái cuộc đua là King Beast Boosting Up do chính Cat Whisky tổ chức. Bỏ đi nét đẹp bên ngoài của dòng Cruiser hầm hổ để trở thành một phiên bản thể thao hơn phong cách Cat Racer. Cái trọng tâm phía sau con xe được nâng cao lên thêm 12cm cùng rất nhiều chi tiết ở phần thân máy được tùy chỉnh lại mang đậm cái phong cách Cat Racer. Bên xăng xin được dọn lại trông là gọn gàng, bực mà hơn. Cái đèn pha trước cũng được đồng bộ hơn với kiểu dáng được giữ nguyên bản. Thay đổi đôi chút ở phần bìa đông để tạo ra kiểu thế ngồi chồm về phía trước trông là thể thao hơn. Vulcan X ứng dụng cho mình đèn hậu zin nhưng được dashboard độ lại với một thiết kế đặc trưng của những cái chiếc lật cà của Racer. Một cái chân cần lẫy được dời về phía sau cùng hệ thống ống xả mới kéo dài ra phía sau. Vulcan X vẫn giữ cho mình động cơ nguyên bản từ Vulcan S là có động cơ dung tích thật là 649 phần khối làm mát bằng dung dịch với công suất là 64 mã lực tại môn tua máy là 7.500 phút, mô men sức bại là 63 Nm tại môn tua máy là 6.600 phút. Wild 1/10 độ 1 lọt của một đồ chơi hàng hiệu với một thiết kế góc cạnh thể thao cùng với có động cơ mạnh mẽ. Cái mẫu Wado 125 1/10 đã tạo ra một cái cơn sốt trên trường xe tay ga ở Việt Nam đã bị đóng băng rất lâu. Cái dòng xe này đã trở nên hot hơn khi được trang điểm lại bằng những món đồ chơi hàng khủng. Cái chiếc xe độ trang bị bao tải Koso màu sắc góc cạnh hơn rất nhiều so với bao tải xin, kết hợp cùng với cụm tăng tốc CNC giúp vận động ổn định hơn khi chạy độ cao. Tận dụng khoảng trống ở giữa hai cái công tắc, người chủ trang bị cái đồng hồ Koso Carbon để có thể thường xuyên kiểm tra tình trạng điện của con xe. Cái chiếc xe này còn trang bị cho mình cái bộ điều áp FTCC có chức năng là giúp một lượng xăng cho một lốp điều cho mạnh hơn. Tuy nhiên, các món đồ chơi này ở Việt Nam chỉ dùng làm kiểm là chính. Nếu tính ra một bộ hoàn chỉnh này cũng mất khoảng là 3-4 triệu đồng chứ không phải là 300 triệu đồng như các cửa hàng đang bán hiện nay. Dàn chân được trang bị một cái hệ thống đĩa với phanh của Nissin. Hơn nữa, với những món đồ chơi như heo dọc của Rainbow, logo lớn 2 bít xứng được tháo từ phiên bản WSO, cố định và thuyết phục không qua các heo được chạy trên cái nền 3D đo đạc rất tỉ mỉ thì mới phay ra thành phẩm. Đĩa cover cái xa đạt 260 to lớn hơn so với đĩa zin, giúp cho xe trong hầm ổn hơn. Chính nhờ vào những công nghệ phay CNC hiện nay mà người chơi có thể tiếp cận nhiều hơn những món đồ chơi làm bằng hợp kim và cứng cáp này. Chất nước CNC là một trong những món đồ chơi thể hiện điều đó. Phần ống xả được làm mới hơn khi bỏ đi cái ốp bồn bản và mài lại cho bằng rồi ứng dụng cho mình cái miệng bồn polyp 110 để tạo ra chút điểm nhấn, ứng dụng cái cặp vỏ Michelin Swift Pro cho khả năng bám đường tốt hơn. Và đây cận cảnh con chiến mã độ cực kỳ tinh tế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hãy đăng ký tiếp nhớ like, share, subscribe.